Messi lập cú đúc trong 5 phút giúp Inter Miami vô địch MLS. Lionel Messi đã tỏa sáng giúp Inter Miami giành được chức vô địch MLS sớm 2 vòng. Messi lập cú đúc giúp Inter Miami vô địch sớm 2 vòng đấu. Sáng ngày 3 tháng 10, Inter Miami giành chức vô địch MLS Sports Shield 2024 với chiến thắng 3-2 trước Columbus Crew. Siêu sao Lionel Messi tỏa sáng với 2 bàn thắng và Luis Suarez ghi bàn còn lại. Đội bóng của David Beckham vô địch với 68 điểm sau 32 trận đấu. Đây là danh hiệu MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, đầu tiên kể từ khi được thành lập vào năm 2020. Trước đó, Inter Miami đã giành được danh hiệu đầu tiên là League Cup vào năm 2023. Đội bóng có được sự thăng tiến vượt bậc vào năm 2024 nhờ sự đóng góp của Messi và Suarez. Cả hai đã ghi được 35 bàn trong tổng số 72 bàn thắng của đội. Messi đã có được 46 danh hiệu trong sự nghiệp. Mặc dù đã bỏ lỡ nhiều trận đấu do chấn thương, nhưng tiền đạo người Argentina vẫn có được 17 bàn thắng và 12 kiến tạo. Chức vô địch MLS đã nâng tổng số danh hiệu của Messi lên 46. Sports Shield là một trong hai chiếc cúp danh giá nhất cùng với MLS Cup. Danh hiệu được trao cho đội bóng có thành tích tốt nhất sau 34 trận đấu trong mùa giải chính thức. Giành được Sports Shield giúp Inter Miami sẽ được thi đấu trên sân nhà ở toàn bộ các trận đấu vòng playoff MLS Cup. Vòng playoff MLS Cup gồm 14 đội sẽ được diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Inter Miami có được danh hiệu MLS đầu tiên ngoài ra. Inter Miami cũng đang trên đà phá vỡ kỷ lục về tổng số điểm ghi được trong mùa giải chính thức. Trước đó, New England Revoltino đang nắm giữ kỷ lục với 73 điểm ở mùa giải 2021. Nếu Miami đánh bại Toronto Fan Club, Revoltino ở hai trận đấu còn lại, họ đạt được 74 điểm và thiết lập kỷ lục mới ở giải đấu.